xong em ơi. Ok luôn anh ơi. Chào em ơi. À, để máy sửa lại đẹp quá anh ơi. Mới làm nè. Được ha. Ok, lên nó cấp đi chứ. Rồi, nó đem cái đầu cháy cháy đi. Khoan đi. Alo. Biết rồi. Tụi mày tới trước đi, chứ tôi tới liền. Đang hớn tóc. 5 phút. Rồi. Anh Bi. Anh hớt lại em cái được không? Em bận chuyện quá. Gấp không? Gấp. Gấp lắm không? Gấp. Cứ cái bụng em nó gấp lắm luôn rồi đó. Vậy giờ sao? Bye-bye.